Hello anh chị, hôm nay tới là tiếp tục là London combo nhà tắm 7 triệu 390 ngàn cho anh khách lần thứ hai ủng hộ bên tới và khách thì ở Củ Chi anh chị ha, đã ủng hộ lần thứ hai bên tới. Ok, đây thì trong này những cái phụ tùng mà những phụ kiện mà bên trong combo nhà tắm có 7 triệu 390 ngàn anh chị ha. Bồ cầu nè, bồ cầu liền khói nè. Đó, khách ủng hộ thêm chậu rửa chén nữa chị này, cái gương LED ha. Bàn đá hai tầng cái này trong thùng là chuẩn bị mình đi giao ha, có cả cây sen, phụ kiện thì đầy đủ hết. À, xây vì giấy vệ sinh đồ là van xịt rồi van tay đủ cho anh chị ha. Bây giờ tới tiến hành đi giao để mà quay cho anh chị mình xem luôn ha anh chị ha. Rồi đây thì góc đầy đủ hai tầng luôn. Chút xíu cuối video tới sẽ quay lại combo 7 triệu 390 ngàn cho cô chú anh chị mình xem sơ qua nha. Rồi, xe đã đến nơi. Rồi đã giao đến nơi, là kiểm tra hàng mọi người ha. Đây kiểm tra cậu cái này phụ kiện nữa nha, vậy 0.9 đó, 0.9 ly á, 0.9 ly á, này là 3,5 ly nè, này 3,5 ly gần 4 ly, đây là, đó, này nguyên bộ đó nè, cái này tặng cho anh Thiên bắt đầu hút xà bông nha, lấy xà bông nha, tặng Thiên bắt đầu lấy xà bông, lấy xà bông gắn trên cái lỗ nhỏ bên kia á, để lấy xà bông bên nào cũng được, cái này cái vòi cái nó, vòi nóng lạnh đó, lau bôi trần viền. Đẹp 80-50 trên dưới. Rồi, đã giao xong. Đây anh chị ha, thì những sản phẩm mà combo 7 triệu 390 ngàn thì nó có đầy đủ hết trước mặt giống như cô chú anh chị mình ha. Thì mình có bồn cầu, nhưng mà cô chú anh chị nào mình chưa xem thì mình xem lại cái clip này anh chị ha. Mình có bồn cầu liền khói á, kiểu dáng lùng đó, rất là dễ thương. Bồn cầu liền khói là men sẽ sấy tốt nè, đó men luôn chống bấm bẩn cho mình. Rồi thứ hai là mình sẽ có luôn nhất, cái này là phụ kiện là cái ron chống mùi nè ha, công nghệ sẽ sấy anh chị ba cửa nha, hai cửa nha. Đó, ron chống mùi là mình có đầy đủ nè, dây xịt vệ sinh inox van tê trên nước là mình có đầy đủ hết trơn nha. Đó, còn về thứ hai là chậu rửa mặt nè, chiều dài này có là kích thước là 80 x 50 cm, chiều giờ rộng dài 80 là chiều rộng nó 50 cm, mặt đá trên mặt đá dưới đó. Mặt đá trên thì mình kết hợp là cái lavabo âm tràn viền là không góc chết, mình dễ dàng vệ sinh lôi chùi. Mặt đá bóng rồi chống nhám, mặt đá bóng chống chày cho mình ha. Đó, tuyệt đối. Thứ hai là mình có một cái vòi nóng lạnh cho mình là màu xám nè, vòi nóng lạnh nè, nóng lạnh cho mình ha, màu xám, có chức năng sưởi bọt cho mình, thì cái bộ xả thoát nước, siêu thoát nước là mình có luôn mình cho mình nha anh chị nhé, tràn viền rất đẹp nha. Rồi tiếp theo là mình có một cái cây sen tắm nè, cùng màu xám nano luôn, màu phím bấm phím đàn, hiện bạn led thì gọi cho mình 4 phím bấm cho người chức năng cho mình ha. Đó, lên bắt sen to, cây sen nhỏ là đủ hết. Đó, gương đèn led thì nó là 60 x 80 cm chị ha, chiều dài nó là chiều cao là 60 cm, còn chiều dài nó là 80 cm. Gương này thì ba chế độ màu cho mình ha, mình chuyển đổi màu, màu vàng, màu trắng, màu trung tính đầy đủ cho mình hết chị đó. Còn về phụ kiện đi kèm thì mình sẽ có là một cái mắng khăn gập nè, mình lên xuống được nè, đó móc quần áo được nè, đó mình thả xuống để mình sử dụng, mình không thích thì mình gấp gọn lên tiện lợi cho mình ha. Đó, mình kéo xuống để mình xài, đó mắng khăn này đủ luôn. Rồi có luôn một cái hộp giấy vệ sinh cho anh chị mình nè, để gắn dây vệ sinh cạnh bồn cầu của mình ha, đó để mình xài. Đó, tặng kèm cho anh chị mình đó là một cái gậy góc 25 cm, mỗi cạnh nó sẽ là 25 cm để mình máng nó, mình khoan lên để mình treo tường để đầu lên, đủ cho mình rất là tiện lợi anh chị ha. Cô chú anh chị nào mình quan tâm đến cái bộ sản phẩm combo giá 7 triệu 390 ngàn thì cô chú anh chị mình nhanh tay liên hệ với em tới là 0977844450 của chú anh chị ha. Địa chỉ mình là sẽ là 222 Bình Long, Phụng Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, và bên em có ship hàng toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mình nhanh tay, cần thì liên hệ với bên em tới anh chị nha.